Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 30 km, làng nghề Nhân Hiền vốn nổi tiếng với nghề điêu khắc gỗ và phát triển từ thế kỷ 18 cho tới nay. Điêu khắc đã gắn liền với sinh hoạt và lao động của người dân vốn hiền hòa chất phát nhưng vô cùng khéo léo, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Sau đây bản tin An Viên 24 giờ xin mời quý vị đến thăm làng nghề Nhân Hiền để cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tác phẩm điêu khắc tinh xảo bởi những người thợ, nghệ nhân nơi đây. Tiếng đục, tiếng máy cưa, máy xẻ. Đó là âm thanh quen thuộc vang lên mỗi sớm chiều tại ngôi làng này. Đến Nhân Hiền vào những ngày, dù nắng hay mưa, sẽ luôn thấy người dân đang cần mẫn, tạo ra những sản phẩm mang hồn sắc tâm linh. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là điều mà mỗi nghệ nhân, người làng Nhân Hiền đều tâm niệm. Những khúc gỗ mộc mạc được người dân thổi hồn để tạo thành những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, độc đáo. Tôi thì làm nghề là được 40 năm rồi. Chúng tôi là rất là yêu nghề và nói chung thì là chúng tôi thì làm nghề thì ai cũng muốn là làm các cái tác phẩm của mình càng ngày càng để hoàn thiện và đẹp lên, làm hết khả năng của mình. Theo những nghệ nhân, trong các loại tượng gỗ thì điêu khắc tượng Phật là khó nhất. Để tạo nên phần hồn cho từng bức tượng, ngoài đôi bàn tay khéo léo, sự kiên trì, người thợ phải thật sự có phẩm hạnh và sự thành tâm. Mình cũng cứ cái tâm của mình, mỗi một vị tượng thì có một cái gọi là câu chuyện riêng và lịch sử riêng để các vị gọi là tu đắc đạo, cho nên là mỗi chân dung một vị là mình cũng phải nghiên cứu theo kinh điển lịch sử của các cụ để lại. Qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Nhân Hiền, các pho tượng Phật đều sinh động, gần gũi với nhân thế và mang vẻ đẹp thánh thiện. Những cánh sen cong cong trên đôi bàn tay của tượng Bồ Tát Quan Âm, nét mặt từ bi của tượng Phật A Di Đà hay ánh mắt nghiêm khắc mà bao dung của tượng thần Trừng Ác đều khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Các cái tác phẩm thì là đầu tiên, khâu đầu tiên là phải là đục, xong đó thì là làm thô tạo dáng, xong là làm hoàn thiện nhẵn. Thế và sau đó thì mới lại đến làm diện, rồi là làm mọi tay chân là phải thật là trau chuốt cho nó đẹp. Ví dụ cái mặt cụ tượng Phật thì là phải làm sao mà cụ phải có hồn và hồn tượng Phật. Về tượng là cụ là bởi vì tượng Phật thì là nói thật là rất là đẹp. Nếu mà cứ làm được hết khả năng thì làm càng thấy bao giờ thấy thật càng đẹp thì càng tuyệt vời rồi. Người thợ thôn Nhân Hiền không chỉ tạo ra những pho tượng độc đáo mà còn sáng tạo những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Có thể khẳng định rằng Nhân Hiền đang cùng với rất nhiều làng nghề khác của thủ đô kiến tạo tác phẩm Phật giáo có giá trị, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của mảnh đất Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến.